đọc được cái tin có hai nhóm người, một nhóm 10 và một nhóm 30 đã tấn công vào trụ sở công an và trụ sở ủy ban nhân dân của hai xã thuộc huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk, thảm sát 4 cán bộ chiến sĩ, một chủ tịch xã và làm bị thương 2 cán bộ chiến sĩ, một bí thư xã, và đặc biệt bọn chúng đã ra quốc lộ chặn một xe ô tô của người dân và gây ra cái chết của 2 người vô tội. Đọc tin này xong, lạnh sống lưng. Lạnh sống lưng vì nhiều lẽ. Có lẽ cái đầu tiên là đập vào mắt hình vài bài viết của vài người, hình như là vỗ ngực bảo là nhà báo, lên bài với giọng điệu hỉ hả. Và bên cạnh đó cũng có vài cái tút ngăn ngắn viết kiểu bông cua của vài tinh bông, cũng ra điều rất hả dạ. Một sự khốn nạn của những kẻ chơi trò con chữ. Có lẽ thứ hai là một nỗi buồn. Nỗi buồn trỗi dậy từ một câu hát "Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên". Cái gian lao ấy đã lấy đi máu của hàng triệu người Việt qua hàng nghìn năm, để đến bây giờ dù mang tiếng sống trong cảnh hòa bình nhưng vẫn còn có người đổ máu. Cái lẽ cuối cùng có lẽ là cái lẽ lớn nhất, khi dân trí nói thì to tát quá, nhỏ hơn là nhận thức của người Việt thực sự có vấn đề. Cư Cun là tên gọi mới của một huyện được tách ra từ huyện Krông Anna và thành phố Buôn Mê Thuột. Địa danh này ngày xưa có tên gọi là Kim Sơn hay Giáo xứ Trung Hòa, cách sân bay Buôn Mê Thuột khoảng 8 km, cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 16 km. Cách đây chưa đầy 2 tháng, thành phố Buôn Mê Thuột khánh thành đại lộ Đông Tây dài 5 km, nối thẳng trung tâm thành phố đến sân bay Buôn Mê Thuột. Đại lộ Đông Tây vắt ngang trọn qua đỉnh đồi Trần Hưng Đạo. Ngược thời gian vào năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, ba mình được điều động về vùng đất Tây Nguyên để tiếp quản và xây dựng vùng đất này. Năm 1976, ba mình đón mẹ mình và mình vào. Ba mua một cái nhà ở ngay lòng chảo của một giáo xứ có tên gọi là Ba Toa, hay còn gọi là xóm Cầu Chui. Nhà mình nhìn thẳng lên đồi Trần Hưng Đạo, là nơi đặt trận địa pháo trong cuộc tấn công ngày 10 tháng 3 năm 1975 lịch sử. Gọi là nhìn thẳng bởi nếu đi lòng vòng chưa tới 900 mét là lên đến đỉnh đồi. Những ngày tháng năm 1976 đó, cứ mỗi khi trời chập choạng tối là ba mình kéo cửa sắt lại, khóa trái và gác khẩu AK ngay cạnh mép cửa. Bởi ngày đó, đồi Trần Hưng Đạo là địa bàn hoạt động của tổ chức phản động có tên là Phun Rô. Bọn chúng có thể bất thình lình tràn vào xóm, xả súng, giết người và cướp của bất cứ lúc nào. Phun Rô là tên viết tắt từ tiếng Pháp của cụm từ Mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức, được thành lập năm 1964. Tiền thân của tổ chức này là phong trào Bajakraka, xuất hiện năm 1958. Mục tiêu của phong trào này là thành lập các liên minh của các dân tộc Tây Nguyên chống lại sự áp bức, phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên như Gia Rai, Mân Âu, Bana, Ede. Những người đứng đầu phong trào này muốn tách khối các dân tộc thiểu số Tây Nguyên ra khỏi chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thành lập một khu vực độc lập quay trở lại trực thuộc khối Liên Hiệp Pháp, và đương nhiên đã bị Mỹ và chế độ ngụy quyền Sài Gòn đàn áp. Tuy nhiên đến năm 1964, sau cuộc đảo chính năm 1963, Mỹ và chế độ Sài Gòn đã trưng dụng và sử dụng tổ chức này như một công cụ để ổn định khu vực Tây Nguyên. Dưới bàn tay Mỹ, ngày 20 tháng 9 năm 1964 tại Campuchia với sự chủ tọa của quốc vương Sihanouk, Mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức được thành lập. Tiếng Pháp viết tắt là Phun Rô và được chia thành các nhóm. Mặt trận giải phóng cao nguyên, tức là Phun Rô Thượng, do Y Bham Enyuan chỉ huy, hoạt động chủ yếu ở Mundun Kiri. Mặt trận giải phóng Champa, Phun Rô Cham, do Les Khosem, một tướng nhảy dù người Khmer gốc Cham lãnh đạo, hoạt động chủ yếu tại Ninh Thuận. Mặt trận giải phóng Campuchia Krom, tức Phun Rô Khmer Hạ, do Chaudera làm đại diện, hoạt động chủ yếu tại đồng bằng sông Cửu Long. Mặt trận giải phóng Campuchia Bắc, tức Phun Rô Khmer Thượng, hoạt động chủ yếu tại Hạ Lào. Nói đến đây, chúng ta có thể hình dung về lịch sử hình thành, động cơ và quy mô của tổ chức này như thế nào. Những ngày tháng sau năm 1975, được sự tài trợ và bảo trợ của chính phủ Mỹ, tổ chức Phun Rô có mặt rộng khắp địa bàn Tây Nguyên. Ba mình nói, chúng rình rập, bắt cóc người Kinh, cướp của và chặt đầu thủ tiêu. Chúng vô cùng liều lĩnh và man rợ. Mình nhớ năm 1982, một chuyến xe khách chở 28 người đi từ Buôn Mê Thuột xuống Đắk Nông, qua một cái dốc cao có địa danh là Cầu 320, đã bị chúng chặn,
xả súng và toàn bộ người dân đi trên chuyến xe đó không ai sống sót. Bản thân ba mình khi đi công tác ở các địa bàn huyện lúc nào cũng mang theo khẩu AK bên mình. Quân đội, công an và các lực lượng vũ trang vô cùng vất vả để truy quét và tiêu diệt tổ chức này. Mãi đến tận năm 1992, sau bao nhiêu nhân mạng vô tội bị giết chết, bao nhiêu liệt sĩ hy sinh trong các đợt truy quét và tiêu diệt, tổ chức này mới chính thức bị quét sạch trên lãnh thổ Việt Nam. Tại Campuchia có 407 tên ra đầu hàng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và được mang sang Mỹ tị nạn chính trị, sống tập trung tại bang Colorado, Hoa Kỳ. Nhưng những mầm mống tội ác vẫn còn đó, chúng vẫn được nuôi dưỡng bởi ai thì có lẽ đọc đến đây, người đọc cũng đã rõ. Năm 2000, tại tiểu bang Colorado, một nhà nước tự xưng được dựng lên với tên gọi Cộng hòa Đề Ga, hay có tên gọi khác là Nhà nước Đề Ga tự trị, có tổng thống tự phong là Khrushchev, được bảo trợ của Mỹ từ tài chính và vũ khí. Tháng 4 năm 2004, bọn chúng đã quay về tạo nên cuộc bạo loạn Tây Nguyên. Hiển nhiên, cuộc bạo loạn này đã nhanh chóng bị dập tắt bằng cuộc đấu tranh chính trị khôn ngoan và diễn ra trong hòa bình của các lực lượng vũ trang Việt Nam. Tại sao chúng ta lại phải chọn đường lối đấu tranh chính trị mà không phải là một cuộc đàn áp bằng vũ lực? Đơn giản là đâu đó bên ngoài kia, các thế lực bên ngoài đã chuẩn bị và trực chờ. Chỉ cần một tiếng súng nổ là họ sẽ can thiệp hòa bình như đã từng diễn ra tại Kosovo, Libya và Syria. Cho nên, phàm là người nói tiếng Việt, nếu thực sự yêu sự thanh bình, hãy cố gắng mở mắt, mở não để nhận diện đúng các sự thật trước các diễn biến hòa bình mà ở đó những kẻ ngoại bang không mong đợi ở xứ sở này một sự bình yên đúng nghĩa. Dù chưa có các thông tin xác thực về vụ việc, song cá nhân mình nghĩ những mầm mống ảo tưởng về sự chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, xâm phạm hòa bình thống nhất của đất nước dưới chiêu bài diễn biến hòa bình từ các thế lực ngoại bang đã đứng đằng sau vụ việc này. Nó không đơn giản để chúng ta xem đó chỉ là một sự bức xúc xã hội, bởi cách chúng hành động rất có tổ chức, có sự chuẩn bị, có mục tiêu định trước và sự tàn ác vẫn đúng với bản chất của các tổ chức khủng bố quốc tế mà chúng ta từng chứng kiến. Với những hiểu biết chưa hết của mình, nhưng mình tin rằng bọn chúng không có cơ hội để thực hiện các mưu đồ đó. Song cái đáng bàn là cái sự hân hoan hỉ hả của bao kẻ đã được đề cập ở đầu bài. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên và bão thổi chưa ngưng trong những vành tang trắng. Xin nghiêng mình chia buồn cùng với các gia đình của các nạn nhân là các chiến sĩ công an, những người dân, đồng bào vô tội đã ngã xuống bởi bọn khủng bố tàn ác ngay tại quê hương mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.